Các bạn thí sinh thân mến, vừa rồi thì ban giám khảo cũng đã chia sẻ với các bạn một số bí quyết để có thể trình diễn tự tin trên sân khấu. Nhưng mà Phan nghĩ rằng ban giám khảo thì vẫn là ban giám khảo, chỉ có những người thí sinh thì có thể là sẽ hiểu chúng ta hơn và chia sẻ với chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Chính vì vậy ngày hôm nay Yasui có mặt tại đây. Một lần nữa anh cùng chào đón Yasui. Và bây giờ thì bạn chia sẻ gì đi ạ? Vâng, mình còn nhớ cảm giác khi mà mình thi vào nhà hát thì đầu tiên thì khi mà mình lên sân khấu thì mình đã khóc. Và thật sự ban giám khảo thì họ vẫn có thể chia sẻ một số kinh nghiệm, nhưng mà mình thí sinh thì mình mới hiểu được cảm giác hồi hộp và nỗi sợ hãi rất là nhiều ở trong đấy. Và và các bạn thí sinh khi mà bước lên đây có nên khóc như Yasui không? Mình nghĩ là nếu mà các bạn cảm thấy mà các bạn chưa tự tin quá thì nên khóc, thì các bạn sẽ tự tin hơn. Nghĩa là khi mà lên sân khấu này, các bạn hãy biểu hiện tất cả những cảm xúc của các bạn, đúng không ạ? Và thêm một vài bí quyết nhỏ nhỏ nữa đi, Jesse. Vâng, thì ngoài khả năng mà các bạn có thể khóc được thì các bạn có thể chứng tỏ hết cái bản năng của mình, cái cảm xúc của mình có, những gì mình có thì mình nên bộc lộ hết. Tại vì vòng đây là vòng gay cấn nhất.